Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Linh buổi sáng của Kali Today. Hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 10 tây tháng 9 năm 2021. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả những bản tin như sau. Tổng thống Joe Biden công bố nhiệm vụ vaccine mới, ảnh hưởng đến 100 triệu người Mỹ. Sự kiện ngày 11 tây tháng 9 đã thay đổi nước Mỹ như thế nào? Người dân California nghĩ gì về Larry Elder, một Black Trump? Và bài bình luận chính trong ngày hôm nay, ngày thứ Sáu, với nhan đề Time is over, Tổng thống Joe Biden sẽ bị luận tội. Kính thưa quý khán thính giả, Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm, tức ngày hôm qua, ông đã áp đặt các quy định mới nghiêm ngặt hơn về chích ngừa vaccine đối với các công nhân liên bang, các chủ lao động lớn và nhân viên chăm sóc sức khỏe trong một nỗ lực sâu rộng nhằm ngăn chặn sự gia tăng lây nhiễm mới nhất của COVID-19 với biến thể Delta. Các yêu cầu mới sẽ được áp dụng cho khoảng 100 triệu người Mỹ, gần 2/3 lực lượng lao động Mỹ. Tổng thống Joe Biden đã phát biểu bằng một giọng cứng rắn hơn đối với những người Mỹ vẫn từ chối tiêm vaccine, mặc dù đã có nhiều bằng chứng về sự nguy hiểm cho bản thân của họ, an toàn của họ và đã nhận được sự chấp thuận đầy đủ về một loại vaccine thực sự an toàn cho tất cả mọi người. Đó là vaccine Pfizer-BioNTech của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Chúng tôi đã kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi đã đi đến một giới hạn. Và sự từ chối tiêm vaccine của các bạn đã khiến tất cả chúng tôi, những người đã chích đầy đủ vaccine, phải trả giá. Mặc dù nước Mỹ đang ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với cách đây 7 tháng khi tôi nhậm chức, nhưng tôi cần nói với các bạn một thực tế thứ hai, rằng chúng ta đang ở trong một giai đoạn khó khăn và nó có thể kéo dài trong một thời gian. Và ông cho biết tình trạng tiêm vaccine của nước Mỹ đang ngày càng trở nên thất vọng hơn, với hơn 80 triệu người vẫn chưa tiêm mũi nào, trong khi nước Mỹ lại có dư thừa vaccine và chính họ lại đang thúc đẩy sự lây lan nhanh và rộng khắp của biến thể Delta. Trọng tâm của kế hoạch mới của Tổng thống Joe Biden là Bộ Lao động yêu cầu tất cả các doanh nghiệp có hơn 100 nhân viên trở lên thì phải bảo đảm công nhân của họ đều được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine hoặc xét nghiệm mỗi tuần một lần. Và đây là một bước mở rộng mà Tổng thống muốn thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của các quan chức y tế và các luật sư. Các công ty sẽ phải đối mặt với hàng ngàn Mỹ kim tiền phạt cho mỗi nhân viên nếu họ không tuân thủ. Các nhân viên của dịch vụ bưu điện Hoa Kỳ sẽ phải tuân theo quy định đó, và các nhân viên sẽ được yêu cầu tiêm phòng hoặc phải đối mặt với cuộc kiểm tra bắt buộc hàng tuần. Dịch vụ bưu chính, một cơ quan gần như độc lập và có nhân viên hơn 640.000 người. Tổng thống Joe Biden cũng đã ký một lệnh điều hành yêu cầu tất cả nhân viên chính phủ phải tiêm vaccine chống lại COVID-19. Không có lựa chọn nào, được kiểm tra thường xuyên để có thể từ chối. Tổng thống Joe Biden đã ký một lệnh kèm theo chỉ thị áp dụng tiêu chuẩn tương tự cho nhân viên của các nhà thầu làm ăn với chính phủ liên bang. Ông cũng cho biết rằng 300.000 nhà giáo dục trong các chương trình của liên bang phải được tiêm chủng và kêu gọi các thống đốc yêu cầu tiêm chủng cho các giáo viên và nhân viên của các trường học. Ông cũng tuyên bố sẽ yêu cầu 17 triệu nhân viên y tế tại các cơ sở nhận tiền từ Medicare và Medicaid phải được tiêm chủng đầy đủ, mở rộng nhiệm vụ cho các bệnh viện, cơ sở chăm sóc tại nhà và trung tâm lọc máu trên khắp đất nước. Chúng ta có vaccine để chống lại virus, chúng ta sẽ vượt qua được nếu chúng ta cùng nhau sử dụng những loại vaccine có sẵn đó. Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh khi đề cập đến giai đoạn quan trọng để giải quyết đại dịch COVID-19. Các quy định mới sẽ là một bước quan trọng cho đến nay để khiến nhiều người Mỹ phải đi tiêm vaccine. Chính quyền Tổng thống Joe Biden trước đây đã từng thận trọng với các nhiệm vụ về vaccine, nhưng giờ đây ông đang tỏ ra thái độ cương quyết hơn đối với nhóm người cứng đầu, không chịu chích
đã khiến đất nước bị kéo dài thời gian với nhiều khó khăn của đại dịch. Các quan chức trong chính quyền Biden thừa nhận những yêu cầu đối với các nhà tuyển dụng lớn có thể sẽ bị thách thức trước tòa. Nhưng họ cho biết những yêu cầu của chính phủ là hoàn toàn chính đáng và hy vọng của họ là cung cấp các quy tắc liên bang cho các doanh nghiệp muốn yêu cầu tiêm vaccine cho nhân viên. Một tác động lớn có thể xảy ra đối với lực lượng lao động Hoa Kỳ. Bởi vì, kính thưa quý vị, nhiều lực lượng lao động Mỹ có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi các quy tắc mới này và nó sẽ có hiệu lực trong những tuần tới. Tiêu chuẩn tạm thời khẩn cấp, đó là một tiêu chuẩn mà từ Bộ Lao động sẽ yêu cầu các chủ lao động lớn cho nhân viên của họ nghỉ việc và phải được trả lương để tiêm phòng. Nếu các doanh nghiệp không tuân thủ, thì chính phủ sẽ thực hiện các hành động cưỡng chế, có thể bao gồm các khoản tiền phạt lên đến 14.000 Mỹ Kim cho mỗi vụ vi phạm. Và các quan chức cũng cho biết rằng, tiêu chuẩn này chính là một mức tối thiểu thôi, và là một số công ty có thể chọn tiến xa hơn, bao gồm cả việc bắt buộc phải sử dụng vaccine, thay vì đưa ra một giải pháp thay thế thử nghiệm. Mỗi công ty sử dụng lao động, họ sẽ quyết định chính xác những gì họ muốn làm. Nhưng những gì chúng tôi đang nói, thông qua quy trình xây dựng quy tắc của Bộ Lao động là tối thiểu phải kiểm tra mỗi tuần một lần, hoặc là phải tiêm chủng đầy đủ. Kính thưa quý vị, đối với các thông báo mới đây của Tổng thống Joe Biden, đã vượt xa những gì mà ông đã công bố vào đầu mùa hè này, khi ông yêu cầu công nhân liên bang phải tiêm phòng, nhưng lại cho phép những người không muốn chích vaccine chỉ phải chịu các biện pháp giảm thiểu nghiêm ngặt. Nhưng mà giờ đây, các nhân viên liên bang sẽ có 75 ngày để tiêm phòng hoặc là bị sa thải. Thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc, bà Jen Psaki, đã nói rằng nếu bạn muốn làm việc trong chính phủ liên bang hoặc muốn trở thành một nhà thầu thì bạn cần phải tiêm phòng đầy đủ 2 mũi vaccine, không có sự ngoại lệ nào cả. Tổng thống thực hiện các biện pháp khác để giải quyết Delta như thế nào? Thưa quý vị, hôm thứ Năm Tổng thống Joe Biden cũng tuyên bố mở rộng một thử nghiệm miễn phí, một bước mà các quan chức y tế công cộng cho là rất quan trọng, đặc biệt là khi các trẻ em đi học trở lại và một số công nhân trở lại văn phòng để làm việc. Các quan chức cho biết, với đạo luật sản xuất quốc phòng, một biện pháp thời chiến được sử dụng để buộc các công ty sản xuất vật tư thiết yếu nhằm đẩy nhanh quá trình sản xuất, các xét nghiệm nhanh, và chính quyền đang có kế hoạch để gửi 25 triệu loại xét nghiệm miễn phí đến các phòng khám sức khỏe của Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Joe Biden còn kêu gọi các địa điểm vui chơi giải trí lớn phải yêu cầu khách đến tham gia phải đưa ra bằng chứng về việc đã có tiêm phòng đầy đủ hoặc xét nghiệm âm tính, và Cục Quản lý An toàn Giao thông Vận tải sẽ phạt gấp đôi đối với những hành khách từ chối đeo khẩu trang trên máy bay. Tổng thống Joe Biden lần này đã tỏ ra khá cứng rắn khi nói rằng nếu bạn vi phạm các quy tắc, bạn hãy sẵn sàng trả giá. Chúng tôi tôn trọng các bạn và chúng tôi cũng muốn các bạn hãy thể hiện sự tôn trọng tương tự. Và có 6 vấn đề quan trọng trong kế hoạch mới của Tổng thống Joe Biden ngày hôm qua, có bao gồm: thứ nhất, tiêm chủng cho những người chưa được tiêm chủng; thứ hai, bảo vệ hơn nữa cho những người đã được tiêm mũi vaccine thứ hai thì sẽ nhận được mũi thứ ba; và vấn đề thứ ba là giữ cho các trường học mở cửa liên tục; vấn đề thứ tư là tăng cường thử nghiệm và yêu cầu đeo khẩu trang; vấn đề thứ năm, bảo vệ sự phục hồi kinh tế; và vấn đề thứ sáu là cải thiện việc chăm sóc những người bị COVID-19. Các quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết rằng họ hy vọng cách tiếp cận mới này sẽ cung cấp cho những người Mỹ một cái nhìn rõ ràng hơn về việc đại dịch sẽ kết thúc như thế nào sau 18 tháng khi cuộc sống của họ bị kìm hãm bởi đại dịch COVID-19. Các trợ lý của Tổng thống coi việc chống lại đại dịch chính là vấn đề quan trọng nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông và là vấn đề sẽ quyết định số phận chính trị tương lai của ông. Và kính thưa quý khán thính giả, ngày mai là ngày 11 tháng 9, là ngày mà nước Mỹ sẽ kỷ niệm 20 năm ngày tòa tháp đôi tại New York và những vụ bị tấn công trên toàn nước Mỹ. Thì hôm nay để nhắc lại một chút xíu
về sự kiện 11 tháng 9 đã thay đổi nước Mỹ như thế nào. Để nhớ lại một cái khoảnh khắc đau buồn của nước Mỹ. Kính thưa quý vị, ngày 11 tháng 9 năm 2001 là một điểm mốc lớn trong lịch sử của nước Mỹ. Khi có gần 3.000 người thiệt mạng bởi một cuộc tấn công chưa từng có. Đây cũng là một cuộc tấn công lớn nhất của một thực thể nước ngoài chống lại quốc gia mạnh nhất thế giới này. Sự kinh hoàng và nỗi sợ hãi của sự kiện khủng khiếp này không chỉ giới hạn trong vài tháng, vài năm, mà nó đã phủ một bóng đen lên cuộc sống của người Mỹ và kéo dài cho đến ngày nay. Sau vụ tấn công, sự kết hợp của nỗi sợ hãi và sự thừa nhận các thất bại tình báo của cơ quan an ninh quốc gia đã dẫn đến một loạt các thay đổi chính sách, bao gồm các hạn chế về nhập cư, thành lập bộ an ninh nội địa và mở rộng danh sách cấm bay. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những khởi đầu, nhưng có năm khía cạnh quan trọng mà nước Mỹ đã phải thay đổi sau vụ 11 tháng 9. Thứ nhất, cuộc chiến chống khủng bố bắt đầu. Chưa đầy một tháng sau ngày 11 tháng 9, quân đội Mỹ đã phát động chiến dịch quân sự kéo dài nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Cuộc chiến ở Afghanistan có sự ủng hộ của người Mỹ và sự hậu thuẫn của các đồng minh NATO nhằm tiêu diệt Al-Qaeda và Taliban, cũng như Osama Bin Laden, kẻ chủ mưu vụ tấn công 11 tháng 9. Đã có hàng ngàn lính Mỹ đã thiệt mạng trong hai thập niên của cuộc chiến tranh. Nhiều chiến binh trở về nhà với những vết thương về thể chất và tâm lý. Vấn đề thứ hai, đi lại bằng đường hàng không đã thay đổi. Rõ ràng sau vụ 11 tháng 9, đó là một sự thất bại của bộ máy tình báo Mỹ trong việc xác định những kẻ tấn công và sự thất bại của hệ thống an ninh sân bay trong việc ngăn chặn chúng. FBI đã lập một danh sách cần theo dõi hàng trăm ngàn cá nhân được đưa vào danh sách cấm bay. Vấn đề thứ ba, bạo lực chống Hồi giáo bùng phát. Dù các chính trị gia và cơ quan thực thi pháp luật liên bang tiếp tục tuyên bố Hồi giáo là một tôn giáo hòa bình, nhưng giáo lý chân chính đã bị những kẻ cực đoan xuyên tạc. Nhiều người ở Mỹ và trên thế giới vẫn đánh đồng vụ tấn công 11 tháng 9 với đạo Hồi giáo và tìm cách trả thù bất cứ ai theo đạo này. Vấn đề thứ tư, tăng cường giám sát. Với đạo luật yêu nước Patriot Act được thông qua chỉ 6 tuần sau vụ 11 tháng 9, khi các nhà lập pháp cố gắng khắc phục những sai sót về tình báo cho phép những kẻ tấn công đã được biết trước đó được vào nước Mỹ và thực hiện âm mưu tấn công nước Mỹ, và đạo luật gây tranh cãi đã cho phép những thay đổi sâu rộng trong cách làm việc của các cơ quan tình báo trong nước cũng như việc tăng cường giám sát của FBI. Nỗi sợ hãi của vụ tấn công 11 tháng 9 mới chỉ là khởi đầu. Ngày càng có nhiều nhóm khủng bố hoạt động tại các thành phố của Mỹ. Chúng chờ lệnh để tấn công, để tìm ra những kẻ có ý định tấn công, phá hoại, đang trà trộn trong dân chúng, thì quốc hội đã trao quyền cho FBI và NSA những quyền mới nhằm thu thập và chia sẻ dữ liệu. Đạo luật yêu nước đã trao cho các cơ quan tình báo quyền tìm kiếm hồ sơ thư viện và lịch sử tìm kiếm trên Internet của một cá nhân mà không cần giám sát tư pháp. Vấn đề thứ năm, nước Mỹ đã trở nên an toàn hơn, nhưng đã phải thay đổi nhiều hơn. Các biện pháp an ninh được áp dụng sau vụ 11 tháng 9 dường như đã làm thất bại hoặc ngăn cản những âm mưu đầy tham vọng khác của những kẻ muốn tấn công vào nước Mỹ từ nước ngoài. Nhưng kính thưa quý vị, ngày đau thương 11 tháng 9 vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Nó vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay. Sau 20 năm, giờ đây nước Mỹ lại phải đương đầu với những kẻ muốn gây bạo loạn ngay trong đất nước này, muốn chia rẽ xã hội với giả tâm lật đổ nền dân chủ của đất nước này. Và nước Mỹ chưa thực sự có được những tháng ngày bình yên. Và kính thưa quý khán thính giả, ngày thứ ba sắp tới đây, 14 tháng 9 là ngày mà tiểu bang California sẽ bỏ phiếu. Và sẽ biết rằng
cuộc bãi nhiệm thống đốc Gavin Newsom có thành công hay không. Và ai sẽ là người thay thế nếu mà ông bị bãi nhiệm. Nhân đây thì để nói thêm về một nhân vật thuộc đảng Cộng Hòa đang dẫn đầu của những danh sách của những ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hòa để đấu với ông Gavin Newsom. Thì tôi muốn đọc một bài viết của tác giả Nguyễn Bình Phương để gửi đến quý vị thính giả. Bài viết có nhan đề Người dân California nghĩ gì về Larry Elder, một Black Trump, tức là một Trump người da đen. Kính thưa quý vị, Larry Elder là một người đàn ông da màu, sinh ra và lớn lên ở vùng South Central của thành phố Los Angeles. Học xong cử nhân tại Đại học Brown và lấy bằng luật tại Đại học Michigan. Sau khi hành nghề luật sư nhiều năm tại Los Angeles, ông ta chuyển sang làm các chương trình phát thanh trên sóng radio. Ender là một người dẫn chương trình radio thuộc khuynh hướng cực hữu tại thành phố này và trở nên khá nổi tiếng trong giới bảo thủ nhờ những quan điểm về vấn nạn kỳ thị rất cực đoan. Ender cũng thường xuyên đưa ra những nhận định sai trái, ngược dòng với định nghĩa thật của hai chữ nhân quyền. Tôi không rõ trong những người Việt mang cờ vàng xuống đường để ủng hộ cho Ender ngoài kia, có mấy ai thật sự hiểu về ông ta, hay họ chỉ cần biết ông ta là một đảng viên Cộng Hòa để ủng hộ ông ta. Ủng hộ Ender cũng tức là ủng hộ đảng Cộng Hòa, tức là ủng hộ Donald Trump, mà họ không hề nghĩ đến những mất mát sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ, gia đình họ và những người chung quanh. Nếu kẻ tệ hại này ngồi vào được chiếc ghế thống đốc của tiểu bang. Trong bài viết này, tôi xin chia sẻ những gì mà các cơ quan truyền thông chính thống đang vạch trần và bình luận về con người của Ender để mọi người có cái nhìn đầy đủ hơn về nhân vật này. Thứ nhất, vấn nạn kỳ thị chủng tộc. Tuy là một người da đen, nhưng Ender luôn đưa ra những nhận định chống lại người da màu. Và rõ nét nhất lại chính là đối với người Mỹ gốc Phi, có nước da đen giống như ông ta. Ender phủ nhận việc có sự kỳ thị có tính toán trong hệ thống chính phủ Hoa Kỳ. Ender cho rằng, người da đen đã thổi phồng quá đáng về nạn kỳ thị. Năm ngoái, ông ta đã sản xuất một cuốn phim tài liệu về giới da đen bảo thủ, lấy tựa đề là Uncle Tom, nhảy theo tựa đề cuốn tiểu thuyết Tấp liều của chú Tom. Và trong bộ phim Uncle Tom, Ender đã thực hiện một mẫu người da đen hoàn toàn khác, sống thực dụng bằng cách quên đi quá khứ, ôm theo chân người da trắng để tìm lấy chỗ đứng cho mình. Và thông điệp của Ender trong phim này, Uncle Tom là một người chỉ có thể lột xác bằng cách chấp nhận tính thượng đẳng của người da trắng, bằng cách phải tin vào chủ trương và phải là người của đảng Cộng Hòa. Họ phải gạt phăng đi ý tưởng rằng mình là một nạn nhân. Họ phải chối bỏ cội nguồn và quá khứ của tổ tiên họ. Phải học cách nói chuyện theo ngôn ngữ của bọn da trắng kỳ thị nhất để hòng được đứng nhập cuộc chung với bọn này. Phải gạt bỏ và đừng tin vào những nỗ lực mà xã hội đã và đang cố gắng để tạo điều kiện để giúp người da đen được thăng tiến hơn. Và trong một lần được phỏng vấn trên chương trình Fox and Friends, ông ta đã phát biểu rằng người da đen đã từng có một cuộc sống thời kỳ nô lệ, so ra còn tốt hơn với cuộc sống của người da đen ngày nay. Nếu quý vị là những người Mỹ gốc Việt, quý vị cũng nên tìm hiểu về quá khứ của những cuộc đấu tranh nhân quyền của người da đen, để có thể hiểu được rằng không ít những gì quý vị đang thụ hưởng ngày hôm nay, đó là đã đến từ thành quả của những cuộc đấu tranh bằng xương máu mà những người da đen đã đổ ra trước đây. Vấn đề thứ hai, Ender và việc kỳ thị giới tính. Trong một quảng cáo cho một chương trình radio của mình vào năm 1996, Ender đã nói rằng đàn bà chuyên môn thổi phồng về chuyện kỳ thị giới tính.
và ông ta đã từng bị tố cáo đã tấn công tình dục một nữ nhân viên vào năm 2011. Nhưng mà Ender đã hân hoan nói rằng chỉ cần trưng hình cô này ra thì cũng đã đủ để chứng minh rằng ông ta vô tội. Ý ông ta muốn nói rằng cô ta quá xấu để khiến ông ta có lòng ham muốn. Ender đã có nhiều phát biểu miệt thị phụ nữ, nhưng có lẽ tiêu biểu nhất là tuyên bố của ông ta cho rằng chương trình welfare giúp những bà mẹ độc thân chẳng khác gì chúng ta đang nuôi những con mèo hoang. Và vấn đề thứ ba, lập luận của Ender về mức lương tối thiểu. Kính thưa quý vị, ông ta đã tuyên bố rằng mức lương tối thiểu nên là 0 đồng. Nói một cách khác là không có quy định gì cho lương tối thiểu cả. Lý do ông Ender đưa ra trong một cuộc phỏng vấn gần đây là để người da màu có thể cạnh tranh được việc làm từ tay người da trắng. Đây là một quan điểm đầy tự ti và thiếu thực tế. Tự ti vì đã tự xếp dân da màu dưới dân da trắng chỉ vì màu da chứ không vì khả năng. Thiếu thực tế là vì mức lương tối thiểu 14 Mỹ Kim một giờ hiện nay tại tiểu bang California vẫn là mức đói nghèo. Người lao động không đủ trang trải và phải sống vào dựa vào trợ cấp của xã hội. Vấn đề thứ tư, Ender và việc giấu hồ sơ thuế, lêm nhem về tài chính. Cũng xin nhắc lại vào tháng 7 năm 2019, Thống đốc Gavin Newsom đã ký ban hành một dự luật của Quốc hội tiểu bang buộc các ứng cử viên thống đốc và tổng thống phải công khai hồ sơ thuế 5 năm để được lên lá phiếu tại tiểu bang này. Lúc đầu thì ông Ender có nạp hồ sơ thuế, nhưng trong đó đã bị bôi xóa khá nhiều, đến mức trở thành bất hợp lệ. Và Ender đã từ chối không cung cấp đầy đủ các chi tiết thuế cá nhân theo yêu cầu dành cho những người tranh cử. Ender quay sang kiện ủy ban bầu cử và cho rằng đây là một cuộc bầu cử bãi nhiệm, chứ không phải là một cuộc bầu cử thường kỳ. Và vấn đề sau cùng, Ender nghĩ gì về vaccine và vấn đề khẩu trang? Kính thưa quý vị, chắc quý vị sẽ không ngạc nhiên khi nghe ông Ender tuyên bố rằng ông ta sẽ hủy bỏ lệnh đeo khẩu trang tại các trường học, công sở, cũng như lệnh buộc nhân viên y tế, giáo viên chích ngừa hoặc phải thử nghiệm hàng tuần. Ông ta hứa rằng ông ta có thể hủy bỏ những lệnh đó khi chưa uống xong tách trà đầu tiên nếu thắng cử ghế thống đốc. Có lẽ ông Ender này đang muốn học đòi làm sao để làm cho giống hai tên thống đốc sát thủ của Florida và Texas, Ron DeSantis và Greg Abbott. Theo thống kê của Hiệp hội Bác sĩ Nhi đồng Hoa Kỳ AAP, trẻ em chiếm tới 26,8% số ca nhiễm mới trong tuần qua. Và thống kê của CDC vào cuối tháng 7 năm 2021 cho thấy đã có hơn 49.000 trẻ em phải nhập viện và hơn 400 trẻ em đã chết vì COVID-19. Nhưng theo ông Ender, một ứng viên thống đốc của tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ, thì ông ta lại cho rằng trẻ em không dễ bị lây nhiễm và nếu có bị đi nữa thì cũng sẽ rất nhẹ, nên chuyện chích ngừa cho trẻ em là không cần thiết. Kính thưa quý khán thính giả, với khía cạnh này, hỡi những người về Mỹ gốc Việt cùng Trump đang sống tại tiểu bang California, quý vị có sẵn sàng phó thác tính mạng con cái và gia đình của quý vị cho một kẻ lãnh đạo như thế này hay chưa? Còn rất nhiều điều để nói về nhân vật Ender, ứng cử viên đang dẫn đầu của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử bãi nhiệm sắp diễn ra tại tiểu bang California. Nhưng có lẽ những điểm mà tôi vừa nói cũng đã đủ để vẽ lên bức chân dung xấu xa của ông ta rồi. Đảng Cộng Hòa đã không chọn ủng hộ bất cứ ứng cử viên nào thuộc đảng của họ trong kỳ này, vì họ không thấy được ứng cử viên nào có thực tài, thực lực để tiến cử. Họ không quan tâm đến đám Cộng Hòa lao nhau đó, mà họ chỉ cần hạ bệ được Gavin Newsom. Họ chỉ cần phá được đảng Dân Chủ tại chính thành trì của nó. Và đó là sự thật. Nước Mỹ đã mất vài trăm năm
để giành lấy vị trí số 1 trên thế giới này. Vị trí số 1 không phải chỉ ở sự giàu sang và số lượng tỷ phú của nó, mà quan trọng hơn là ở những tiến bộ từ khoa học kỹ thuật, tính nhân bản và sự rộng lượng của nó. Nhưng kính thưa quý khán thính giả, cũng chỉ mất có vài năm thôi. Chỉ 4 năm thôi, dưới thời một thằng gian thương nói láo, cũng đã đủ để đưa đất nước này đi thụt lùi trở về với những điều tồi tệ nhất, ích kỷ nhất, kỳ thị nhất, chậm tiến và phản khoa học nhất so với 4 năm trước đó. Trong cuộc bầu cử năm 2020, đa số người dân Mỹ đã tỉnh mộng và chọn ra một người lãnh đạo xứng đáng cho mình. Còn bây giờ, liệu người dân tiểu bang California có đủ sáng suốt để giữ cho họ một người lãnh đạo xứng đáng hay không? Hay họ quá ngây thơ để bị lôi kéo vào một trò chơi chính trị mà cái giá phải trả là sự sống còn của chính họ và gia đình họ? Và cuối cùng, hãy suy nghĩ thật kỹ đi và hãy bỏ phiếu no trong cuộc bầu cử này. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta bước vào bài bình luận chính trong ngày hôm nay. Ngày cuối tuần thứ sáu thì tôi thường viết một bài mà tôi cho rằng sẽ rất hay và sâu sắc để gửi đến quý thính giả. Khi mà tôi viết cái nhan đề Time is over, Tổng thống Joe Biden sẽ bị luận tội, tôi biết nó sẽ gây ra nhiều dấu hỏi cho những người xem video này. Khi mà chưa nghe hết bài viết của tôi, họ không hiểu hết rằng tại sao Tổng thống Joe Biden còn lại bị luận tội trong lúc này, hay là khi nào và tại sao lại bị luận tội. Xin hãy nghe cho hết bài viết rồi tự phán đoán. Kính thưa quý vị, một nguồn thông tin từ Đảng Cộng Hòa tung ra rằng họ sẽ luận tội Tổng thống Joe Biden. Nghe có hợp lý không quý vị? Theo quan điểm của những nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội, thì cách diễn giải cho quan điểm muốn luận tội Tổng thống Joe Biden từ phía Đảng Cộng Hòa, nghe nó có hoàn toàn hợp lý. Tại sao nó hợp lý? Kính thưa quý vị, vào năm 2015, khi cuộc tranh cử giữa Donald Trump và bà Hillary Clinton đang gay gắt, thì nhiều chuyên gia chính trị đã cảnh báo rằng Donald Trump có thể sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Nhưng mà những lời cảnh báo của họ khi đó đã bị nhiều giới báo chí, luật gia bác bỏ và bị gán cho những cái danh xưng là điên rồ và loạn trí khi mà nghĩ đến điều đó. Vào thời điểm đó, các phương tiện truyền thông chính thống coi Donald Trump chỉ là một chú hề trong một trò đùa vô hại, trong một màn xiếc chính trị không có hy vọng chiến thắng. Và chắc chắn rằng người dân Mỹ sẽ không bao giờ bầu cho một người kém cỏi như vậy, một kẻ háo sắc và hay nói láo và một chức vụ cao nhất của đất nước này. Chắc chắn là không. Hơn nữa, các phương tiện truyền thông chính thống và tầng lớp chính trị đã tự thuyết phục rằng những lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng Hòa chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Nhưng mà rồi người dân Mỹ đã thấy điều bất thường đó đã xảy ra. Và sau ngày Donald Trump lên nhậm chức đầu năm 2017, các chuyên gia về luật pháp và báo chí truyền thông xăm soi từng chút một về bản chất con người của Donald Trump. Và họ đã đồng thanh lên tiếng cảnh báo rằng Donald Trump không được khỏe về tinh thần, có thể bị rối loạn nhân cách, là một kẻ theo chủ nghĩa phát xít và chủ trương ủng hộ nhóm da trắng thượng đẳng, là kẻ có thể sẽ mang lại sự hủy hoại cho đất nước Hoa Kỳ và đau khổ rộng lớn cho người dân của nước này. Đó là những lời cảnh báo chân thật nhất. Và sau đó nữa,
Những nhà báo này cũng liên tục giống lên những hồi chuông cảnh báo khác rằng Donald Trump rất có thể là một kẻ phản bội Hoa Kỳ và đang liên minh với các thế lực thù địch ở nước ngoài, hoặc cố ý để bản thân mình bị thao túng để làm hại đất nước nhưng mà có thể thu về được những mối lợi lớn khác. Và kính thưa quý vị, những chuyên gia về hiến pháp, luật pháp, các tổ chức dân sự khi lên tiếng cảnh báo về Trump như vậy đều bị chế nhạo là mắc phải hội chứng rối loạn Trump, là những người muốn phóng đại những mối nguy hiểm mà Trump và chế độ của ông ta có thể tạo ra trong cương vị là những người có trách nhiệm trong chính phủ. Chẳng ai tin cả. Nhưng mà lúc đó, dưới thời của Trump, nhiều người Mỹ đã tin rằng Quốc hội, Bộ Tư pháp và các thẩm phán công minh trên tòa án tối cao sẽ luôn mạnh mẽ và có thể khống chế hay chặn đứng được con ngựa chứng đầu đàn Donald Trump và các con ngựa chứng khác trong đám nha trảo không thể đi quá xa. Nhưng mà trong những năm đầu tiên dưới thời Trump, hoàn toàn không có bất cứ ai có thể dự đoán hay là biết trước rằng đất nước này rồi sẽ có một trận đại dịch coronavirus xuất hiện từ thế giới khắp nơi, rồi xâm lấn cả Hoa Kỳ và sẽ khiến hơn 650.000 người đã phải chết và khiến nền kinh tế sẽ rơi vào trì trệ. Không ai có thể đoán trước được. Hành vi bệnh lý xã hội và tâm thần rất rõ ràng của Donald Trump đã được ghi nhận rất rõ ràng. Và giờ đây, vấn đề một con người bị chứng rối loạn nhân cách từng đã ngồi vào một lần vào cái chiếc ghế tổng thống Mỹ hầu như đã được công chúng Mỹ chính thức thừa nhận. Và khả năng kẻ rối loạn nhân cách này muốn tiếp tục dấn thân vào con đường chính trị cực đoan để gây xáo trộn hệ thống chính trị của Mỹ, để chia rẽ người Mỹ qua những thuyết âm mưu, những loại tin giả, những thứ đang được những YouTubers cuồng Trump, Mỹ da trắng và Mỹ gốc Việt lan truyền trên hệ thống mạng xã hội hàng ngày. Nhưng mà điều rất khó hiểu là hầu như chính quyền Biden và hệ thống tư pháp lại có rất ít các biện pháp để ngăn chặn, dù biết chúng đang hiện hữu, đang hoạt động và phát triển từng ngày. Kính thưa quý khán thính giả, vào những thời điểm cuối cùng trước ngày Trump mãn nhiệm, những tiếng nói ủng hộ dân chủ và những người yêu nước khác đã liên tục giống lên những hồi chuông báo động. Họ cảnh báo rằng Trump sẽ cố gắng đảo chính để duy trì quyền lực. Nhưng chẳng ai lắng nghe họ cả. Chẳng ai tin cả. Bởi vì mọi người đều nghĩ rằng nước Mỹ luôn có những truyền thống chuyển giao quyền lực tốt đẹp từ lâu đời nay rồi. Và bây giờ cũng sẽ xảy ra như vậy thôi. Nhưng mà vào ngày 6 tháng 1, những người đã từng tin vào một truyền thống chuyển giao quyền lực tốt đẹp mới thấy rằng họ lầm. Họ đã lầm vì tin vào một tên nói láo thượng thừa và nhìn ra được giả tâm của một kẻ tham quyền cố vị đầu tiên trong lịch sử Mỹ là xấu xí như thế nào. Và 8 tháng sau đó, đến ngày nay, những cuộc đảo chính nhỏ nhỏ đã bùng lên khắp nơi tại các tiểu bang đỏ Cộng Hòa để ủng hộ Trump, để chống lại nền dân chủ vẫn đang tiếp tục. Thưa quý vị, đảng Dân Chủ đã không thể điều khiển một lực lượng phòng thủ đầy đủ và có nguy cơ sẽ bị đánh bại nếu họ không biết cách chiến đấu hay không chịu đứng lên để chiến đấu. Quay trở lại, nói đến một cuộc luận tội Tổng thống Joe Biden sẽ xảy ra, có hay không? Tôi chắc chắn như vậy. Nếu một đảng Dân Chủ đang có lợi thế, đang nắm cả tam quyền phân lập trong tay như hiện nay, mà chỉ thụ động đứng yên một chỗ không làm gì, thì điều đó dĩ nhiên chắc chắn sẽ phải xảy ra. Tôi đã từng viết nhiều bài bình luận để nói lên những ưu tư cho một nền dân chủ Mỹ rất có thể sẽ bị sụp đổ.
một đảng Dân Chủ sẽ có thể bị mất thế đa số ở Hạ Viện, hay Hạ Thượng Viện, hay cả hai trong năm 2022. Tương đối dễ dàng đối với những đảng viên Cộng Hòa. Và nếu viễn cảnh này xảy ra, thì một tổng thống như ông Joe Biden chỉ còn có thể ngồi chơi xơi nước, ngồi chờ hết nhiệm kỳ. Tôi cảm thấy sợ về những hỗn loạn trong chính trường và xã hội do bè đảng Trump tạo nên, khi chúng biết không ai có thể làm gì chúng cả. Đối với một bộ tư pháp quá thụ động và nhu nhược chỉ vì muốn giữ một bộ mặt tốt đẹp cho một thể chế. Một cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ đến trong tháng 11 năm 2022. Và chỉ có người ngây thơ mới không tin rằng một đảng Cộng Hòa cực đoan sẽ không làm gì một khi họ lấy lại được Hạ Viện, hay Thượng Viện, hay cả Lưỡng Viện. Nhưng mà có điều tôi tin một cách chắc chắn, rằng ngay khi lúc nào mà đảng Cộng Hòa chiếm lại được Hạ Viện, thì việc làm đầu tiên của họ sẽ là tiến hành luận tội Tổng thống Joe Biden. Nếu lúc đó Thượng Viện vẫn còn trong tay đảng Dân Chủ, thì ở Hạ Viện, với tên trùm cực đoan Kevin McCarthy, họ sẽ được xem là thành công khi gặt hái được chiến thắng 1-2. Tại sao tôi gọi là 1-2? Là bởi vì đảng Cộng Hòa đã đưa ra được một vị tổng thống đương nhiệm của đảng Dân Chủ ra luận tội một lần, dù biết không thể qua được ải ở Thượng Viện. Còn trường hợp đảng Cộng Hòa giành lại được cả Lưỡng Viện trong năm 2022, thì kết quả là gì? Mọi người đã rõ rồi, tôi không cần phải nói thêm. Lúc đó tôi chỉ có thể nói rằng time is over. Chúng ta không thể làm gì khác được nữa. Những đảng viên Cộng Hòa sẽ quậy tanh bành đất nước này. Sẽ có hàng loạt dự luật quái đảng ra đời. Và đảng Dân Chủ lúc đó có muốn thưa kiện, cứ thoải mái, thưa đi. Đảng Cộng Hòa đã có 6 vị thẩm phán thuộc đảng Cộng Hòa, với những tấm khiên dày chống đỡ cho họ trên đó rồi. Nơi đó không có gì là công minh liêm chính gì cả, không có gì gọi là phán quyết công bằng vô tư gì cả, mà nơi đó chỉ có Cộng Hòa 6 người và Dân Chủ 3 người. Nhưng kính thưa quý vị, đây không phải là những dự đoán của tôi, mà là chỉ là trùng với những dự đoán của nhiều nhà báo Mỹ. Sau khi tôi đọc những bài bình luận của họ, họ cũng bi quan và tức giận không kém gì tôi với tình thế nhiễu nhương bất nhất trong hệ thống chính trị phân cực đảng phái và xã hội điên cuồng như hiện nay tại Mỹ. Nhiều người trong số họ còn mang cảm giác bi quan hơn tôi nhiều lần nữa kìa. Tôi không sở hữu siêu năng lực như khả năng nhìn thấy tương lai hay đoán trước được tương lai. Tôi cũng không phải là nhà du hành thời gian. Tôi chỉ là một người bình thường, nhìn vào nền chính trị Mỹ, tìm hiểu những quan điểm chính trị khác nhau của những nhà báo Mỹ kỳ cựu, những nhà bình luận đại tài, những ý kiến của các chuyên gia luật pháp, hiến pháp đăng trên các tờ báo Mỹ nổi tiếng, để đúc kết cho bản thân mình một tầm nhìn trung thực nhất. Tuy nhiên, những gì tôi quan tâm nhất hiện nay đó là về sự hỗn loạn trong hệ thống chính trị Mỹ. Và tôi muốn viết những bài bình luận nhằm phơi bày những điều thực nhất, có khả năng sẽ xảy ra nhất, để đánh động dư luận đến những người vẫn luôn không chấp nhận thực tế, vẫn còn đang mê ngủ hay đang cố gắng tạo cho bản thân họ một sự bình yên giả tạo, rằng mọi chuyện rồi đâu cũng vào đấy thôi. Làm gì có chuyện đó chuyện kia xảy ra. Nước Mỹ vẫn luôn là một nước dân chủ tự do mà. Ai cũng nghĩ vậy. Nhưng kính thưa quý vị, sự thật thì lúc nào cũng vẫn là sự thật. Sức khỏe của luật pháp Mỹ, của công lý Mỹ và của nền dân chủ Mỹ thực sự đang có vấn đề. Và nhận xét này không đến từ bản thân tôi, mà đến từ nhiều nơi trên hệ thống mạng xã hội và hệ thống báo chí trên toàn thế giới. Ai cũng thấy
và quan tâm. Lo lắng cho một nước Mỹ rồi sẽ bị biến dạng, rồi sẽ không còn là một nước Mỹ hào phóng, đầy tính nhân bản, vị tha và đáng tin như trước đây nữa. Tôi cũng tự hỏi mình, tại sao nhiều người trên thế giới này họ nhìn về nước Mỹ và suy nghĩ như vậy, lo và quan tâm đến nước Mỹ như vậy? Còn người Mỹ thì sao? Người đang sống tại Mỹ thì sao? Chẳng lẽ người Mỹ lại cam tâm chịu đựng, không muốn thay đổi, chỉ biết chấp nhận việc gì đến rồi sẽ đến hay sao? Quý vị chỉ cần nhìn chung quanh đi, để thấy một thằng nói láo phạm biết bao nhiêu tội tày trời, đâm cha thuốc chú, nói láo tung tin giả, thuyết âm mưu tràn lan, tuyên bố những câu đả kích những chính sách, những dự luật của chính phủ đương nhiệm, thúc đẩy đảng Cộng Hòa bằng mọi cách phải phá đám, bằng mọi cách để chính phủ không thể điều hành việc nước có kết quả. Vẫn đang nhong nhong đi vận động từ tiểu bang này đến tiểu bang khác. Rồi nhìn sang bên cạnh quý vị đi, gần quý vị đi, để thấy một hệ thống mạng xã hội với những Facebooker, YouTubers của những người Việt cuồng Trump. Họ vẫn ngày ngày điều đặn lên sóng online để kể xấu và bài bác các chính sách của chính phủ, để lung lạc niềm tin vào y tế, vào khẩu trang và vaccine của những người đồng hương nhẹ dạ, tiếng tăm không có, để kêu gọi xuống đường, để ủng hộ cho một tên trốn lính chỉ biết nói láo. Và những người Việt cuồng trong này, họ làm những công việc này một cách bật cần mẫn, siêng năng mỗi ngày. Mà chúng hoài cũng giống như cái tên cầm đầu này, vẫn bình chân như vậy, vẫn ngày ngày liên tục phun ra những điều dối trá, những thuyết âm mưu, những tin giả từ đầu não của chúng tại Mar-a-Lago. Và điều mà ai cũng thấy được, tất cả đều như gần như là được nhìn nhận ngầm một cách hợp pháp, chẳng ai đá động đến chúng. Kính thưa quý khán thính giả, tôi không tin nước Mỹ sẽ vẫn luôn như vậy, nhờ vào một ngoại lệ nào đó. Hay nếu có ai đó nói với tôi rằng nền dân chủ của đất nước này sẽ luôn đứng vững và trường tồn mãi mãi dù cho bất cứ biến động nào xảy ra, tôi không tin. Tôi chỉ có thể tin ngoại trừ khi mà người Mỹ trở nên mạnh mẽ và can đảm hơn để làm được một điều gì đó. Thưa quý vị, các đảng viên Cộng Hòa ngày nay đã gần như bày tỏ công khai những chủ trương cực đoan của họ với mong muốn chiếm được quyền lực bằng mọi cách. Dự định và kế hoạch về một cuộc luận tội Tổng thống Joe Biden đang được họ bàn luận công khai trong các bộ máy tuyên truyền cánh hữu. Và điều nguy hiểm nhất đang lộ ra, đó là việc các thành viên Cộng Hòa sùng bái Trump tin một cách mạnh mẽ rằng họ có thể tiến hành luận tội Tổng thống Joe Biden ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Sự ảo tưởng tập thể của họ đang rất mạnh mẽ và đầy quyết tâm. Và với thực tế như vậy, một khi cuộc luận tội Tổng thống Joe Biden diễn ra, sẽ có rất ít hậu quả chính trị tiêu cực đến với đảng Cộng Hòa. Nếu họ cố gắng luận tội Tổng thống Joe Biden, dù thành công hay không, một tỷ lệ đáng kể những người đang ủng hộ đảng Cộng Hòa cũng là những người ủng hộ Trump, là những người tôn thờ chủ nghĩa chuyên quyền và độc tài, những người sẵn sàng lật đổ nền dân chủ đa chủng tộc của Mỹ nếu người da trắng không còn là nhóm thống trị. Thưa quý vị, đảng Cộng Hòa ngày nay thực sự là một giáo phái, thì đúng hơn, một giáo phái về bản sắc da trắng. Trong vài thập niên qua, đảng Cộng Hòa và bộ máy thông tin sai lệch QAnon thuộc cánh hữu, họ đã tẩy não những người ủng hộ đảng Cộng Hòa và Trump và cho rằng đảng Dân Chủ là bất hợp pháp và không phản ánh các giá trị đầy đủ thực sự của Mỹ. Nhưng mà như chúng ta đã thấy rồi, trong ngày đảo chính 6 tháng 1, thời đại Trump đã khiến những quan điểm như vậy trở nên cực đoan và nguy hiểm hơn. Người dân Mỹ đang bước vào một thời kỳ
mà bất kỳ một cuộc bầu cử nào do đảng Dân Chủ giành chiến thắng sẽ bị coi là đánh cắp hoặc là bất hợp pháp bởi những sự gian lận tưởng tượng. Thưa quý vị, đảng Cộng Hòa do Donald Trump kiểm soát ngày nay thực sự là một phong trào tân phát xít, hoạt động giống như một gia đình tội phạm chính trị thì đúng hơn. Đúng hơn là một đảng chính trị chính thống. Họ đã công khai từ chối nền chính trị bình thường và cam bất và bất kỳ cái cam kết nào vì lợi ích chung hay là có những thỏa hiệp và niềm tin vào các giá trị và chuẩn mực truyền thống dân chủ. Họ có còn tin gì đến điều đó nữa. Niềm tin của các đảng viên Cộng Hòa đi cùng với chủ nghĩa khủng bố cánh hữu và các hình thức bạo lực chính trị khác đang được coi là những cái phương tiện có thể chấp nhận được để giành được quyền lực chính trị và ảnh hưởng trong xã hội. Cuối cùng, Donald Trump là vị tổng thống duy nhất trong lịch sử Mỹ bị luận tội đến 2 lần. Còn tổng thống Joe Biden thì sao? Chúng ta chưa biết. Nhưng mà biết chắc chắn rằng rồi nó sẽ xảy ra. Cả Trump và các đảng viên Cộng Hòa đều muốn thấy ông Joe Biden phải bị gán cho một cái tên mới. Ít nhất cũng là một vị tổng thống bị luận tội 1 lần. Quý vị thấy không? Từ Kevin McCarthy đến Mitch McConnell, từ Matt Gaetz đến Marjorie Taylor Greene, từ Josh Hawley đến Ted Cruz và Lindsey Graham, họ đang náo nức chờ đến cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 để bắt tay tiến hành việc luận tội này. Bởi vì họ biết chắc chắn rằng họ đang nắm chắc phần thắng 100% trong tay. Không giống như Trump, người đã bị luận tội 2 lần với 2 tội khác nhau. Đầu tiên là vụ gây sức ép buộc đồng minh nước ngoài can thiệp có lợi cho mình trong cuộc bầu cử năm 2020. Và kế tiếp là việc kích động một cuộc nổi dậy để giành quyền lực. Nhưng với một đảng Cộng Hòa ương hẹn, nhu nhược, chấp nhận cúi đầu trước Donald Trump, thì Donald Trump đã vượt qua 2 cửa ải luận tội này một cách thật dễ dàng. Còn với Tổng thống Joe Biden thì sao? Ông đã không phạm một hành vi phạm tội nào rõ ràng cả. Ông sẽ không thể nào bị các đảng viên Cộng Hòa cáo buộc một tội danh như là phá hoại hiến pháp hay là nổi loạn như Donald Trump. Nhưng theo các quy tắc chiến tranh toàn diện, thì họ chỉ có thể gán cho ông cái tội là đã giải quyết sai lầm một cuộc chiến tranh. Và để kết thúc bài viết hôm nay, kính thưa quý vị, tôi chỉ muốn nói rằng, việc một đảng Cộng Hòa nắm thế đa số để luận tội Tổng thống Joe Biden sẽ là một cách tiếp tục làm suy yếu một đảng Dân Chủ ở thế thiểu số, bằng cách buộc đảng này sẽ bị mất tinh thần khi phải chiến đấu trên nhiều mặt trận cùng lúc. Và hơn thế nữa, một cuộc luận tội Biden sẽ kích thích mạnh thêm vào những vụ bạo lực tồi tệ hơn nữa của Donald Trump và những người ủng hộ ông ta. Như vậy, có thể nói rằng cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 có thể chỉ là một bản xem trước, một vở kịch cho xem trước bản nháp cho những gì sẽ xảy ra tiếp sau đó. Và cho đến thời điểm này, các đảng viên Dân Chủ và các nhà lãnh đạo của họ đã không thể hiện sự đoàn kết một lòng, hoặc tinh thần chiến đấu cần thiết, hoặc sự mạnh mẽ, đủ dũng khí để đứng lên đánh bại những người Cộng Hòa Jim Crow và lực lượng nổi dậy theo chủ nghĩa tân phát xít. Thưa quý vị, từ đây đến đầu năm 2022, nếu xu hướng này không thay đổi, thì đảng Dân Chủ nói riêng và người dân Mỹ nói chung sẽ mất tất cả. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả. Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Việt Linh cũng có đôi điều muốn thưa chuyện cùng quý khán thính giả. Là với những cái thủ đoạn của những kẻ cuồng phòng hay là những dư luận viên cộng sản từ trong nước, họ muốn gây sự chia rẽ, ngờ vực và nghĩ xấu về nhau giữa những người viết comment trên hệ thống của Đài Truyền hình Việt Nam.
họ đã sử dụng những cái nickname khác nhau và copy những cái comment của những người bình thường gửi cho một nhóm người khác, thay đổi một số lời trong đó và thay đổi cách xưng hô hoặc là đưa thêm những lời chửi bới vào trong đó. Chủ yếu để làm gì? Là những người này họ muốn gây ra cái sự bất hòa, xào xáo, nghi ngờ lẫn nhau giữa những người thường viết comment trên những video của đài truyền hình Việt Nam. Chính vì vậy, Việt Linh xin quý vị thính giả cẩn thận, đừng vội đánh giá những cái comment đó là do những cái người đó gửi cho mình, mà đó là những người khác copy lại những cái lời đó của một người khác rồi gửi cho mình để mình bị chia rẽ. Nên cách tốt nhất là quý vị nên suy xét cẩn thận, không vội trả lời, không nên đánh giá gấp. Xin cảm ơn sự để ý của quý vị. Việt Linh xin chúc quý vị một hai ngày cuối tuần được vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Xin kính chào.